Trời đất ơi, ở phòng một mình mà tới 2 cái tủ. Ở một mình mà đi vệ sinh cho nhiều người nhìn. Lại còn chống chỉ định cho hỏi nắm lùn. Rồi làm thêm cái lối này cho Út Phượng trốn nợ hay gì đấy. Mới đầu cũng hoang mang con ngang lắm á cả nhà. Nhưng nhớ lại là dự án mới sắp bàn giao, nên khi nào hoàn thiện rồi thì các bạn dọn vào khỏi phải lo nha. Để tôi cho các bạn xem phòng mẫu chuẩn chỉnh của tòa nhà là như thế nào nè. Đây, sáng trưng sáng bừng cả phòng. Nhờ thiết kế kính lại cả cũ, lấy trọn view khu phố luôn nha. Đã vậy phòng chỉ rộng vừa đủ, cũng như chỉ cấp nội thất cơ bản như tủ đồ với bếp thôi. Để giảm giá thành, vô cùng phù hợp cho hội mê decor. Tha hồ mà trang trí theo ý các bạn nè. Mới vô là chú ý liền tới cái bồn cầu, cũng phải thiết kế cho tông sạch tông với màu gạch mới chịu. Full gạch men bên trong sạch sẽ lắm nha. Còn ai muốn tiết kiệm hơn, sáng làm về ngủ thôi thì chọn phòng kế bên tối hơn xíu, nhưng cửa sổ nhất định không có thiếu đâu nha. Phòng tiêu chuẩn sẽ được lắp gác, nên ai ở ít hoặc ở một mình không cần lắp thì báo cho chủ. Vậy là tiết kiệm gần một củ một tháng luôn đó, quá xá là tâm lý rồi. Rồi dự án nằm trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, kế bên Đại học Công nghiệp. Ai thấy phù hợp thì tham khảo ngay nha. Còn ai muốn tôi review ở đâu nữa thì báo cho cấp nè.